Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Chủ đề lần này mình chủ yếu là dành cho các bạn mới nuôi cá, hoặc là bạn nào mà nuôi cá thấy nhà mình là luôn trong tình trạng bệnh hoài thì các bạn nên xem chủ đề này nhé. Chủ đề tuần này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cách để nuôi cá không bị bệnh. Như các bạn đã biết rồi đó, một khi mà cá vàng bị bệnh thì sẽ mất rất là nhiều thời gian để chữa trị. Và ở giai đoạn đầu của căn bệnh thì khi mà chúng ta không có phát hiện và đã trải qua một thời gian dài rồi thì cái thể trạng của cá sẽ bị phá hủy và yếu dần và rất là khó chữa. Mình quyết định làm video này vì mình nghĩ là có khá nhiều bạn chưa biết được cách quản lý hồ cá của mình. Và đây là những điểm mà các bạn cần chú ý khi mà bắt đầu nuôi cá vàng nha. Điều đầu tiên các bạn phải hết sức là lưu tâm đó là cách quản lý và duy trì chất lượng nước. Nguyên nhân chủ yếu để khiến cho cá bị bệnh đó chính là cái chất lượng nước bị suy giảm. Khi mà cá được nuôi trong một cái không gian kín là hồ cá thì cái chất lượng nước rất là dễ bị dơ. Nếu mà bạn không nhận ra chất lượng nước của bạn đang bị giảm sút và bạn cứ mặc kệ thì bạn không có biết được, thì cái khả năng phát triển bệnh của cá sẽ rất là cao. Và nguyên nhân của việc suy giảm chất lượng nước là do thức ăn thừa và phân của cá thải ra. Vì chất thải và thức ăn thừa phân hủy thành vi khuẩn và tạo ra amoniac có hại cho cá. Khi mà amoniac không được vi sinh dần dần phân hủy thành axit nitrit và nitrat thì sẽ có tính ít độc hơn. Nhưng ở trong những chỗ mà ví dụ như cái lượng cá trong hồ bạn quá nhiều thì cái sự phân hủy của vi sinh sẽ không kịp và khiến cho chất độc tích tụ lại. Một mà chứng tỏ là nước dơ đó chính là nước có màu đục và xuất hiện bọt ở trên mặt nước, và bọt sủi oxy nó sẽ không có tan biến mất. Và khi mà thấy như vậy thì bạn biết chắc chắn đó là nước trong hồ cá của bạn đang bị dơ và cần phải thay nước. Bạn hãy thường xuyên thay nước và giữ cho cá sạch sẽ. Cái điều bạn cần lưu ý ở đây là đối với các bạn mới nuôi cá thì các bạn chưa có quen với cái việc là nên gọi là điều chỉnh cái phần trăm thay nước mỗi ngày làm sao cho đúng, thì cái sự thay đổi đột ngột về chất lượng nước nó sẽ gây căng thẳng cho cá và sẽ gây ra cá bị bệnh. Như vậy thì để chắc ăn, để an toàn thì mỗi một ngày thì bạn chỉ thay 1/3 nước thôi. Điểm thứ hai bạn cần lưu ý đó là bạn đừng có mang bệnh từ bên ngoài vào. Có nghĩa là khi bạn mua cá hoặc là một cái sản phẩm thủy sinh nào đó, cây thủy sinh chẳng hạn, và khi mà bạn để vào bể cá của bạn thì có khả năng là virus vi khuẩn và động vật nguyên sinh gây bệnh nó sẽ dính vào hồ cá. Thì như vậy trước khi mà thả cá hoặc một động vật thủy sinh hoặc một cây thủy sinh nào đặt vào hồ cá thì bạn cần phải thực hiện xử lý trước. Khi mà thả cá hoặc cây thủy sinh vào thì bạn cần xử lý bằng cách là cho ngâm muối hoặc là blumethylin trong vòng khoảng 4-5 ngày. Đối với cá vàng thì việc thả riêng cá ra, cho cá thải hết ra những cái phân cũ và tắm muối để đảm bảo sức khỏe và khử trùng cho cá trước khi mà cho cá vào hồ chính. Điểm tiếp theo, điểm thứ ba đó là phòng chống dịch bệnh bằng cách là quản lý nhiệt độ nước. Thì cá vàng nó có cái phạm vi thích nghi rộng hơn với nhiệt độ nước so với cá nhiệt đới và có thể được nuôi trong bể cá mà không cần máy sưởi. Tuy nhiên điều quan trọng bạn cần phải biết rằng cá vàng nó giống như con người của mình, nó có thể bị cảm, hoặc là ví dụ con người mình vào trong cái nhiệt độ bình thường mà bỗng một ngày nào đó thì cái nhiệt độ nó thay đổi quá nhiều, nó có khi nóng hơn hoặc là lạnh bất chợt, thì lúc đó thì mình sẽ bị cảm lạnh, đúng không? Thì cá cũng vậy. Và cá khi mà nhiệt độ nó giảm bất thường thì nó sẽ có nhiều khả năng bị bệnh và cảm lạnh, và rất là dễ, và vì vậy thì cá nó dễ bị bệnh ở cái nhiệt độ thấp. Hơn nữa cái sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ nước có thể gây stress cho cá, nên mình cần phải đảm bảo cái nhiệt độ sáng trưa chiều tối nó không có sự chênh lệch quá lớn. Để mà đạt được những cái điều đó thì bạn phải xem xét cái môi trường xung quanh hồ cá, ví dụ như là cái vị trí để của cái hồ bể cá là ở vị trí nào, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào như thế nào, nhiệt độ phòng hoặc nếu có máy lạnh thì điều chỉnh máy lạnh như thế nào. Điểm số 4 đó là phòng bệnh bằng cách quản lý nguồn thức ăn. Khi mà mình cho ăn quá nhiều quá, nó sẽ làm gánh nặng cho cái hệ tiêu hóa của cá và cái sự bài tiết nó sẽ tăng lên. Nếu cá không ăn hết thì sẽ làm cho nước trong hồ cá bị bẩn vì thức ăn dư thừa. Vì vậy khi mà bạn cho ăn quá nhiều thì chỉ có hại thôi chứ không có lợi. Và kiểm soát lượng thức ăn là sẽ giúp cho cá ngăn ngừa bệnh tật. Vì vậy thì bạn hãy xem lại cái chế độ ăn hàng ngày của cá. Cá vàng sẽ không bao giờ chết nếu như chúng ta không cho chúng ăn mỗi ngày, nhưng mà nó sẽ chết nếu mà cho các bạn cho ăn quá nhiều. Về mặt khác thì bạn phải quan sát cái tình trạng thức ăn là bị dư thừa lại nó có ở đáy bể hay không, mà phải dọn sạch để tránh là nó bị phân hủy thành vi khuẩn. Điểm cuối cùng đó là vệ sinh dụng cụ, thiết bị lọc. Thì cái việc mà
vệ sinh cái thiết bị lọc nó cũng rất là quan trọng. Bụi bẩn phân nó không có chỉ ở trong bể của trong đáy của bể cá mà nó còn trong cái hệ thống lọc. Nếu mà hệ thống lọc bị tắc nghẽn thì cái chất lượng nước nó sẽ xuống cấp. Nhưng mà các bạn chú ý là các bạn đừng có rửa quá kỹ quá nhiều, bởi vì khi mà rửa quá nhiều thì cái vi sinh làm sạch nước nó sẽ bị cuốn trôi mất đi, và các bạn nên rửa sạch bằng cái nước nuôi cá thôi, cái nước của nuôi cá sạch. Hiện tại bạn đang nuôi cá, bởi vì khi mà bạn rửa bằng nước sạch đó thì các vi sinh nó sẽ trôi đi mất. Nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn vì sao mà khi các bạn áp dụng cách chữa bệnh cũng giống như những người khác mà cá của bạn vẫn không thể cứu chữa được. Các bạn chú ý là khi mà một chú cá bị bệnh và khi phục hồi thì nó có rất là nhiều cái yếu tố để mà tác động vào cá. Ví dụ như khi mà cá bị bệnh thì cá cần có một cái sức đề kháng dẻo dai để có thể phục hồi được. Và cái sức đề kháng đó nó không phải là một ngày một bữa hoặc là ngay lập tức là có liền, mà là trong quá trình nuôi cá bạn có tạo một cái môi trường sống trong lành và khỏe mạnh cho cá hay không. Là chỉ khi trong quá trình nuôi bạn tạo cho cá một môi trường sống, một cái nguồn nước khỏe mạnh thì cá mới đủ sức đề kháng để vượt qua được những căn bệnh. Và cách chữa bệnh các bạn lưu ý nó chỉ là công cụ để hỗ trợ cho cá hết bệnh thôi, quan trọng vẫn là thể trạng của cá. Lý do thứ hai đó là chính vì bạn quá sốt ruột. Cá vàng hay là bất cứ một loại cá nào rất là dễ bị sốc và dẫn đến stress. Khi mà cá bị bệnh thì chính cái sự mất bình tĩnh của bạn đã khiến cho cá vàng dễ chết, và bạn đã quá nóng vội bằng cách là áp dụng quá nhiều các loại thuốc trong một lần chữa trị cho cá, hoặc là dùng một loại thuốc bạn cảm thấy không ổn và ngay lập tức bạn thay lại thuốc khác. Chính cái sự thay đổi đột ngột và dồn dập đã khiến cho cá bị sốc thuốc, sốc môi trường và dễ chết. Và điều cuối cùng là cái điều mình muốn nói ngắn gọn nhất, nhưng mình đã nói rất là nhiều lần với các bạn trong các lần chia sẻ cách chữa bệnh, đó là trong quá trình chữa bệnh các bạn tuyệt đối không cho cá ăn cho đến khi cá hết bệnh hẳn. Phía trên là những chia sẻ của mình về cách để cá không bị bệnh, và thông qua đó cũng tạo được cho cá một cái sức đề kháng dẻo dai để cá chống lại các loại bệnh khác. Mong rằng những kiến thức cơ bản nhưng luôn cần thiết này sẽ giúp ích cho bạn có được những chú cá khỏe mạnh và vui vẻ nha. Và nếu cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, và nếu bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn subscribe cho kênh của mình nha. Và đừng quên nhấn nút chuông nữa, bởi vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.